được phát triển trên cơ sở đọc hiểu văn bản truyện và được dạy trong hai tiết. Nội dung thứ hai đó là luyện từ và câu được dạy trong thời lượng một tiết. Và nội dung thứ ba đó là viết đoạn văn, bài văn trong thời lượng một tiết. Tiếp theo, bài 2 và bài 6 có cấu trúc giống nhau ở phần khám phá và luyện tập. Đó là đọc hiểu văn bản thông tin bố trí với thời lượng một tiết hoạt động nói và nghe bố trí với thời lượng một tiết và viết đoạn văn bài văn với thời lượng một tiết tiếp theo đó là bài 3 và bài 7 ở phần khám phá và luyện tập thì phần đọc ở đây như quý thầy cô thấy đó là đọc văn bản thơ kết hợp với đọc mở rộng và bố trí trong thời lượng 2 tiết thứ hai đó là luyện từ và câu với thời lượng một tiết và thứ ba đó là viết đoạn văn bài văn với thời lượng một tiết. Và cuối cùng đấy là cấu trúc của bài 4 và bài 8. Thì ở đây quý thầy cô thấy ở phần khám phá và luyện tập ở đây lại là đọc văn bản miêu tả. Như quý thầy cô biết miêu tả trong nội dung dạy học cho học sinh từ tiểu học qua trung học cơ sở Đến trung học phổ thông thì đây là miêu tả văn chương chứ không phải là miêu tả khoa học, tức là văn miêu tả nghệ thuật. Với thời lượng một tiết, thứ hai luyện từ và câu một tiết, thứ ba viết đoạn văn bài văn một tiết. Những mạch này đi theo kết nối chủ điểm như chúng tôi đã trình bày để dạy hình thành và phát triển bốn kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Kết hợp với dạy các kiến thức tiếng Việt và kiến thức văn học sau đây chúng tôi mời quý thầy cô trải nghiệm qua một số trang sách cho cấu trúc mà chúng tôi vừa mới trình bày. Chẳng hạn. Chủ nhân tương lai. Chủ đề này được học trong tuần là 5 6 7 8. Thế thì bài 1 và bài 5 có cấu trúc giống nhau. Thứ nhất như quý thầy cô thấy ở phần khám phá và luyện tập có hoạt động đọc và đọc ở đây là đọc hiểu văn bản truyện và một sự phát triển đó là hoạt động cùng sáng tạo như quý thầy cô thấy ở đây được ghi bằng được thể hiện bằng cái icon là một là mặt trời tươi cười đấy à rồi tiếp theo đó là luyện từ và câu tiếp đến là hoạt động viết thì quý thầy cô biết là theo sách biên soạn theo chương trình 2018, chú trọng vào việc hình thành các phẩm chất, các năng lực cho nên không phân chia thành là phân môn tập đọc, phân môn tập làm văn như trước đây mà theo mạch kỹ năng đó là đọc hiểu, viết đoạn văn, bài văn, nói và nghe và trên cơ sở đó cung cấp các kiến thức về tiếng Việt và văn học. Đấy, thế thì ví dụ như ở đây quý thầy cô thấy tiếp theo đến bài 2. Như chúng tôi vừa mới trình bày thì bài 2 và bài 4. Bài 2 và bài 6 có cấu trúc giống nhau, đó là đọc hiểu văn bản thông tin. Thì ở đây đó là đọc hiểu cái văn bản quen thuộc với tất cả chúng ta, đấy là thư gửi các học sinh của bác Hồ. Tiếp theo đó là hoạt động nói và nghe. Và hoạt động thứ ba đó là viết đoạn văn, bài văn và cuối cùng là phần vận dụng. thầy cô trải nghiệm sang cấu trúc của bài 3. Bài 3 và bài 7 như chúng tôi đã trình bày, đấy là đọc hiểu văn bản thơ và đọc mở rộng. Quý thầy cô à trải nghiệm qua trang sách cụ thể. Có phần đọc mở rộng ở đây. Đây, đọc hiểu văn bản thơ, đọc mở rộng. Quý thầy cô sẽ thấy nếu như trước giờ quý thầy cô chỉ dạy ở lớp 5 thì quý thầy cô sẽ thấy ở đây là một vấn đề mới. Nếu như so với quý thầy cô đã dạy tiếng Việt Nam theo chương trình 2006. Thế thì ở những cái điểm này có gì xa lạ không? Sang phần đọc mở rộng chúng tôi sẽ giới thiệu với quý thầy cô. Tiếp theo nội dung của bài 2 như quý thầy cô thấy đó là luyện từ và câu. Và nội dung thứ ba đó là luyện tập viết đoạn văn, bài văn. Và cuối cùng bài 4 và bài 8 như chúng tôi đã nói có cùng một cấu trúc, phần đọc hiểu đó là đọc hiểu văn bản miêu tả. Rồi đến luyện từ và câu, viết đoạn văn và bài văn. Như vậy giới thiệu 4 bài nhưng quý thầy cô đã hình dung ra được cấu trúc của 8 bài. Như tôi đã trình bày từ trước sau đây chúng tôi sẽ trình bày sang cấu trúc của bài học. Các bài học được tổ chức thành chuỗi hoạt động khép kín với nội dung, hình thức, phong phú và đa đại dạng. Tất cả đều hướng tới việc chú trọng và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Và điều này cũng nhất quán với sách tiếng Việt 1, tiếng Việt 2, tiếng Việt 3, tiếng Việt 4, bộ sách chân trời sáng tạo. Quý thầy cô thấy ở hoạt động khám phá luyện tập có cái bảng ký hiệu, các cái và mở đầu thì bao giờ cũng là hoạt động khởi động hoạt động khởi động được thiết kế một cách đa dạng phong phú hấp dẫn để giúp cho giáo viên khơi gợi vốn ngôn ngữ kinh nghiệm sẵn có của học sinh để trên cơ sở đó tiếp nhận đọc hiểu văn bản mới ví dụ quý thầy cô thấy đây là phần khởi động trao đổi với bạn suy nghĩ của em khi đọc đoạn thơ sau. Bác mong các cháu chăm ngoan, mai sau gìn giữ giang sơn lạc hồng. Sao cho nổi tiếng tiên rồng, sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam, Hồ Chí Minh. Đây là cái hoạt động khởi động để chuẩn bị đi vào đọc hiểu văn bản thông tin, thư gửi các học sinh của bác Hồ. Cũng có khi hoạt động khởi động đó là quan sát tinh minh họa, đọc tên bài đọc và đoán xem bài đọc viết về điều gì. Quý thầy cô xem, chúng tôi uh, chia sẻ ở trên uh, slide. hoặc khởi động cũng có khi đó là câu đố cũng có khi khởi động đó là bày tỏ suy nghĩ cảm xúc khi nghe học đọc lời một đoạn của bài hát hoặc khởi động cũng có thể là trao đổi với bạn cách giới thiệu các sự vật uh, trong câu thơ hoặc cũng có thể là thi kể tên bãi biển hòn đảo trên đất nước ta vân vân tức là tất cả các cái khởi động đều được kết nối một cách tự nhiên trình bày một cách rất phong phú và đa dạng à để quý thầy cô có thể tổ chức hoạt động dẫn dắt cho học sinh kết nối với bài học mới một cách thuận tiện nhất hấp dẫn nhất và tiếp theo hoạt động khởi động đó là hoạt động đọc như quý thầy cô đã biết hoạt động đọc là hoạt động nền tảng cho việc viết nói và nghe. Thế thì hoạt động đọc ở đây, quý thầy cô sẽ thấy câu hỏi đọc hiểu, bài tập cùng sáng tạo được thiết kế đa dạng theo các mức độ yêu cầu đọc hiểu cao hơn tỷ lệ các câu hỏi ở mức phân tích suy luận tăng lên so với lớp 4 và đồng thời cũng làm cơ sở làm nền tảng vững chắc cho học sinh thực hiện hoạt động đọc ở lớp tiếp theo, lớp 6. Tức là một kết nối, một bắt cầu à, nhuân nhị và hoa quyện và vững chắc cho học sinh học ở cái bậc cao hơn. Ví dụ quý thầy cô xem đây, trang sách chúng tôi đang chia sẻ lên. Hoặc như quý thầy cô biết bài 2 và bài 6 đó là đọc hiểu văn bản thông tin. Thế thì ở đây cũng tương tự à văn bản tươi mới, câu hỏi đọc hiểu được thiết kế đa dạng theo các mức độ và yêu cầu à, tăng lên so với lớp 4 và đồng thời cũng là chuẩn bị cho việc học sinh đọc hiểu văn bản thông tin, đọc hiểu nội dung, đọc hiểu hình thức, liên hệ so sánh kết nối khi các em đọc hiểu các văn bản thông tin ở trong chương trình và sách giáo khoa ngữ văn lớp 6. Hoặc quý thầy cô trải nghiệm qua một cái phần trang sách giáo khoa chúng tôi cắt ra đó là đọc hiểu văn bản thơ thì như chúng tôi đã trình bày và quý thầy cô đã biết. Phần đọc hiểu văn bản thơ được thể hiện ở bài 3 và bài 7 của mỗi chủ điểm. Cũng tương tự như phần văn bản thông tin hay là văn bản truyện thì phần văn bản ở đây được nhóm tác giả lựa chọn văn bản tươi mới phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tiếp nhận đặc điểm ngôn ngữ, đặc điểm nhận thức của học sinh. Đồng thời, bên cạnh đó, hệ thống câu hỏi cũng được thiết kế đa dạng theo các mức độ nâng cao và đồng thời cũng chuẩn bị làm nền tảng vững chắc cho việc đọc hiểu văn bản thơ ở bậc học tiếp theo ở lớp 6 trung học cơ sở. Và cuối cùng như chúng tôi đã trình bày với quý thầy cô, bài 4 và bài 8 đó là đọc hiểu văn bản văn chương. Nhóm tác giả chúng tôi cũng rất chú trọng lựa chọn văn bản tươi mới phù hợp với đặc điểm tâm lý tiếp nhận của học sinh Đồng thời cũng phù hợp và bắt nhịp với nhịp sống hiện đại, giáo dục hiện đại. À, và hệ thống câu hỏi cũng được thiết kế theo các quan điểm như ở những bài trước chúng tôi đã trình bày. Và như quý thầy cô đã biết, một điểm mới của phần đọc ở trong chương trình và sách giáo khoa biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có hoạt động đọc mở rộng. Nếu như quý thầy cô dạy các sách giáo khoa ở chương trình năm 2000 trở về trước thì quý thầy cô thấy có phần đọc thêm. Nhưng cái phần đọc mở rộng theo chương trình 2018 so với cái bài đọc thêm trước đây là một sự phát triển về chất lẫn về lượng. Vấn đề đọc mở rộng đã được biên soạn, đã được chương trình đề ra và sách giáo khoa Hiện thực hóa các yêu cầu gần đạt của chương trình từ lớp 1 sang lớp 2, lớp 3 qua lớp 4 và bây giờ đến lớp 5. Thầy ở lớp 2, 3, 4, 5. Học sinh mỗi năm như vậy phải đọc 53 văn bản. Trong đó 35 văn bản văn chương gồm có truyện, văn bản thơ, uh, truyện, kịch, văn bản thơ đoạn và bài văn miêu tả. Và 18 văn bản thông tin gồm có các thể loại giới thiệu, khoa học, thường thức, hướng dẫn, vân vân Thế thì tất cả các cái hoạt động đọc mở rộng được chỉ dẫn một cách rất cụ thể, luôn luôn gắn với chủ điểm để học sinh có thể tự thực hiện một cách có hiệu quả. Và đồng thời cũng làm nền tảng cho các em thực hiện hoạt động này ở những bậc cao hơn. Quý thầy cô có thể trải nghiệm qua một vài trang sách giáo khoa mà chúng tôi đã cắt lên qua các slide. Ví dụ như ở đây là à, đọc mở rộng chủ đề chủ nhân tương lai, tìm đọc bài văn có cái phần gợi ý như quý thầy cô thấy, cùng bạn chia sẻ, như quý thầy cô thấy, ghi lại những hình ảnh đẹp từ ngữ đẹp, đọc một bài văn được bạn chia sẻ đấy. Thế thì như vậy quý thầy cô thấy những cái chỉ dẫn này rất cụ thể và những cái chỉ dẫn này cũng được hiện thực hóa rất rõ trong vở bài tập kèm theo. Và như chúng tôi đã trình bày từ đầu, học sinh đã làm quen với những nội dung này từ lớp 1, nâng cấp từ từ qua lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 là một sự phát triển và đồng thời là chuẩn bị nền tảng vững chắc cho lớp 6. Một trang đọc mở rộng khác, quý thầy cô xem. lại một trang đọc mở rộng nữa đấy luôn luôn có những chỉ dẫn cụ thể những cái ký hiệu như quý thầy cô đã biết cái ký hiệu để đóng mặt đơn này có nghĩa là học sinh tự học ở nhà tự học ở nhà còn đây là lên cái phần học sinh sẽ chia sẻ trên lớp và hoạt động tiếp theo đó là hoạt động nói và nghe hoạt động nói và nghe ở trong chương trình À, ngữ văn 2018 là một sự phát triển và xuyên suốt so với chương trình tiếng Việt theo chương trình năm 2006 mà chúng ta đã quen thuộc. Thế thì hoạt động nói và nghe cũng được chúng tôi thiết kế luôn luôn gắn với chủ đề phát triển theo mạch phù hợp với đặc điểm tâm lý nhận thức ngôn ngữ của học sinh và cập nhật nội dung giáo dục hiện đại. Nội dung giáo dục hiện đại ở đây bao gồm cả giáo dục ngôn ngữ và những việc gắn với giáo dục phẩm chất và kỹ năng. Quý thầy cô có thể trải nghiệm một vài trang sách. Ví dụ như slide tiếp theo quý thầy cô thấy ở đây là nói và nghe giới thiệu về một nét đẹp truyền thống với những người ý, những chỉ dẫn. Và ở đây quý thầy cô thấy cái bài tập 3 này, Bài tập là ghi lại những điều em ấn tượng về một lễ hội, một món ăn hoặc một trang phục được nghe giới thiệu. Thế thì đây chính là cái điểm mới nhưng cũng không xa lạ với quý thầy cô bởi vì như quý thầy cô đã được tập huấn, đã được làm quen, nội dung nghe và ghi theo chương trình ngữ văn 2018 thì thực chất đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Cụ thể là vụ giáo dục tiểu học đã triển khai nội dung tập huấn nội dung nghe và ghi từ lớp 4. Thế thì trong cái phần nói và nghe ở lớp 4 cũng có cái phần là nghe và ghi. Ở lớp 5 là một sự phát triển như quý thầy cô thấy ở cái bài tập 3 mà chúng tôi đã share lên ở slide này. Cũng như thế cho một cái chủ điểm khác. Tương tự, đây lại là kiểu bài nói và nghe nhưng giới thiệu về một di tích hoặc danh lam thắng cảnh với những cái giới thiệu, với những cái chỉ dẫn trên tranh trang sách giáo khoa. Quý thầy cô có thể chỉ cầm sách giáo khoa thôi thì quý thầy cô cũng hình dung được là mình sẽ tổ chức các cái hoạt động như thế nào. Và cầm cái cuốn sách giáo khoa thầy với những cái thiết kế rõ ràng, rành mạch và gợi, có một cái sức gợi rất lớn như thế này thì sẽ vừa lôi cuốn học sinh vừa gợi cho học sinh phát triển tư duy để thực hiện cái hoạt động là giới thiệu về một di tích hoặc danh lam thẳng cảnh. Và ở đây quý thầy cô lại thấy một cái kỹ năng nói và nghe khác đó là thảo luận. Hoặc là trao đổi ý kiến với người thân hoặc là tranh luận. Thế thì đấy là hoạt động nói và nghe. Và như thế thì quý thầy cô thấy, nói và nghe không phải giống như ở chương trình và sách giáo khoa, theo chương trình 2006 thì hiểu là nói và nghe ở đấy là cái tiết tập làm văn nói. Nhưng ở chương trình 2018, như chúng tôi đã trình bày, quý thầy cô thấy một sự phát triển về chất lẫn về lượng. Nhưng không xa lạ với quý thầy cô. Và chúng tôi sang trình bày sang vấn đề tiếp theo, đấy là dạy kiến thức về tiếng Việt. Thế thì ở slide chúng tôi chiếu lên, quý thầy cô thấy, đấy là dạy học về từ vựng. Thì cụ thể dạy học về từ vựng như quý thầy cô biết đó là dạy về nghĩa của từ quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ thì ở đây sách được thiết kế theo quan điểm chú trọng vào nghĩa vào chức năng vào cách dùng từ chứ không phải dạy lý thuyết hàn lâm ví dụ quý thầy cô có thể xem cái trang sách chúng tôi share lên ở đây để chia sẻ với quý thầy cô ví dụ như bài là từ đồng nghĩa sau các cái bài tập như thế này thì đến ví dụ như bài tập số 3 chúng ta dừng lại một tí chẳng hạn tìm hai ba từ đồng nghĩa với mỗi từ sau trẻ thơ gắn bó yêu mến bài tập 4 chọn hai từ đồng nghĩa tìm được ở bài tập 3 đặt câu với mỗi từ đã chọn hoặc là mở đồng vốn từ tuổi thơ vừa gắn với chủ điểm và cái bài tập 1 tìm từ ngữ bài tập 2 phân nhóm từ ngữ bài tập 3 thay thế từ ngữ bài tập 4 viết 4 5 câu giới thiệu về một trò chơi quen thuộc với em và bạn bè chủ điểm ngữ nghĩa cách sử dụng là một sợi dây xuyên suốt và là một cái việc mà tác giả sách giáo khoa chú ý thể hiện ở trong trang sách của nhóm. Chúng tôi trình bày tiếp theo phần dạy học về ngữ pháp. Thế thì quý thầy cô đã biết dạy học về ngữ pháp thì có dạy học về từ loại, dạy học về các kiểu câu và liên kết câu. Thầy từ loại ở lớp 5 chương trình 2018 cũng giống như lớp 5 chương trình 2006. Đó là dạy về đại từ và dạy về kết từ. Chương trình 2006 thì gọi là quan hệ từ. Dạy về các kiểu câu, câu đơn, câu ghép. Tất cả cũng đều là gì chú thọc vào nghĩa và cách dùng từ và câu. Chứ không dạy cấu trúc. Dạy lý thuyết Hàn Lâm. Quý thầy cô, trải nghiệm tiếp. Ví dụ như ở đây là liên kết các câu trong đoạn văn với các cái bài tập hoặc là về tu từ thì ở lớp 5 đó là học về điệp từ, điệp ngữ. Thế thì quý thầy cô thấy bài tập này. Tất cả đều chú trọng đồng nghĩa vào chức năng và cách dùng từ ngữ và câu để nâng cao hiệu quả giao tiếp, hiệu quả sử dụng tiếng Việt. Và tiếp theo, như quý thầy cô biết tất cả các cái hoạt động để đi tới một cái đích đó là hoạt động viết thế thì hoạt động viết được hướng dẫn cụ thể từ hoạt động đọc nói và nghe trong cùng một bài học và phân phối thời gian một cách hợp lý chú trọng rèn quy trình viết rèn phương pháp học phương pháp làm việc và phương pháp tư duy tổ chức luyện tập theo các bước cơ bản tìm hiểu kiểu bài viết đến tìm ý lập gian ý đến thực hành viết đoạn viết bài chỉnh sửa hoàn thiện đoạn văn bài văn và trả bài và tất cả những cái hoạt động này cũng đều nhằm mục đích tiệm cận với hoạt động viết mà học sinh sẽ được học ở lớp tiếp theo và cấp học tiếp theo. Đó là lớp 6, cấp học trung học cơ sở. Quý thầy cô có thể trải nghiệm một vài trang sách. Như là chúng tôi đã trình bày ở bên đây. Đây cũng đang tiếp tục hoạt động viết. Theo cái quan điểm như chúng tôi đã trình bày Và cuối cùng của hoạt động viết thì như quý thầy cô biết đó là hoạt động trả bài. Và kết thúc của một bài học đó là vận dụng. Phần vận dụng thì luôn luôn gắn liền với bài học và được tổ chức một cách phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Quý thầy cô có thể tham khảo một vài nội dung hoạt động vận dụng ở cuối mỗi đơn vị bài học. Có khi đó là giải thích từ ngữ, ghi lại những cái từ ngữ đặc sắc. Có khi đó là tìm thành ngữ. Có khi đó là đặt tên cho tranh ảnh cùng bạn mở triển lãm về khung trời tuổi thơ. Cũng có khi đó là đóng vai phóng viên để phỏng vấn các bạn nhỏ tham gia trồng cây. Tức là được thể hiện một cách rất đa dạng. Gắn bó với bài học thực sự là một sự liên hệ so sánh kết nối. Và tiếp theo đó là hoạt động đánh giá ôn tập À, là hoạt động ôn tập và đánh giá à, giữa kỳ giữa kỳ và cuối kỳ thì như quý thầy cô biết có 8 tiết gồm có ôn luyện đọc viết nói và nghe kiến thức tiếng việt và kiến thức văn học thầy cô có thể trải nghiệm qua một vài trang sách ví dụ tiết 1, ôn luyện về đọc tiết 2, ôn luyện về từ và câu Tiết 3 tiếp tục ôn luyện về từ và câu. Tiết 4 ôn luyện về viết bài văn. Tiết 5 ôn luyện về viết bài văn. Và tiết 6, 7 đó là đề gợi ý đánh giá để quý thầy cô tham khảo. Như thế chúng tôi đã trình bày với quý thầy cô xong về cấu trúc của bộ sách, cấu trúc của bài học bây giờ chúng tôi xin giới thiệu sang vấn đề thứ năm đó là tính mở của bộ sách tính mở của bộ sách được thể hiện ở việc bộ sách trao quyền chủ động cho giáo viên và học sinh trong các việc xác định yêu cầu cần đạt theo chặng lựa chọn nội dung dạy học lựa chọn phương pháp hình thức phương tiện dạy học lựa chọn hình thức đánh giá kết quả học tập phân chia thời lượng cho các hoạt động dạy học tích hợp dạy học tích cực hay là dạy học theo hướng tiếp cận phân hóa như quý thầy cô đã biết có thể nói rằng tiếng việt nam chân trời sáng tạo nhà xuất bản giáo dục việt nam có cấu trúc chặt chẽ sáng rõ nội dung gần gũi hấp dẫn cân hừng cân chữ hài hòa tài nguyên phong phú đa dạng sẽ được tổ chức bồi dưỡng và tập huấn chuyên nghiệp hệ tài nguyên trực tuyến quý thầy cô có thể tìm hiểu ở trên trang tập huấn của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trang hành sư hành trang số của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trang chân trời sáng tạo và quý thầy cô cũng có thể tìm thấy chia sẻ trao đổi ở góc hỗ trợ có thể tóm gọn về sách giáo khoa tiếng Việt Nam Bộ Tranh Trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bằng 5 từ ngữ sau đây: thứ nhất dễ đọc, thứ hai dễ học, thứ ba dễ hiểu, thứ tư dễ dạy và thứ năm dễ sử dụng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo, quý thầy cô đã lắng nghe, theo dõi phần trình bày của chúng tôi một lần nữa trên thay mặt các tác giả chúng tôi xin chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công xin cảm ơn quý thầy cô